Vâng, xin chào các bác. Đây nhá, em tiếp tục lên cho có một con cao tần Absorbi hàng đồ điện Nhật. Con này là con Hitachi. Đấy. Con này thì Thanh gọi là bán giá gọi là siêu rẻ cho bác nào thích về trải nghiệm nhá. Thích trải nghiệm hàng bãi, hàng nồi cơm đồ điện Nhật. Nói chung là con này em nghĩ là chắc vẫn nấu cơm được ngon mà, bởi vì là phím chức năng nhá, em thử phím chức năng thì hoạt động bình thường. Đây, cắm nước sôi. À đang khóa áp suất các bạn, đang khóa áp suất. Em đang đun thử thì là cắm nước nó vẫn sôi bình thường. Đấy, thì chỉ có điều về các bác vệ sinh qua thôi. Đấy, hàng nó hơi bụi tí thì về các bác chịu khó mình lau dọn qua tí nhá. Đấy, em xả giá rẻ cho các bác về các bác trải nghiệm để biết hàng bãi như nào. Đây, để em hủy đi nhá. Đấy. Đây, nước vẫn sôi bình thường các bác nhá. Nước vẫn sôi bình thường. Đấy. Cao tần áp suất bi, được chưa ạ? Cao tần áp suất bi nhá. Đấy, thì bác nào mà chốt thì alo em nhé. Số điện thoại đặt hàng là 0966 594 581 hoặc số 0979 891 682. Đấy, một nồi cơm này bi còn rất là đẹp luôn này. Đấy, cao tần áp suất bi. Hoặc là về để các bác trải nghiệm biết hàng bãi nó như thế nào. Con này tầm khoảng 3 đến 4 ngàn vô tư các bác nhé. Nồi này tầm 3 4 ngàn vô tư thoải mái. Đấy. Bác nào chốt thì cứ nhanh tay cho em nhá, nhanh tay cho em để em gửi hàng cho các bác. Giá thì để các bác con này là 680 các bác nhá. Đấy, giá này thì về để các bác gọi là có cơ hội trải nghiệm về hàng bãi, biết nó nồi cơm Nhật nó như thế nào. Chứ còn thực chất cái con này các bác nhá, ở trên thị trường người ta đang bán những con mà phím hoạt động bình thường, nước vẫn sôi như này, thì các bác phải mua với mức giá tầm khoảng là trên 1 triệu một con như thế này, trên 1 triệu một con như thế này, không quan tâm độ xấu đẹp, người ta chỉ biết là phím hoạt động bình thường nước sôi thôi, nó tầm khoảng 1 triệu 1 triệu 2 đấy, hoặc có thể là nhà nào bán thấp phải tầm khoảng 800 đấy, 8 900, nói chung phải tầm 8 900 đến tầm khoảng 1 triệu 2 các bạn. Đấy là giá trung bình của con này, còn nếu mà các loại mà hàng xuất sắc của nó các bác phải bỏ ra tầm 1 triệu 8 đến 1 triệu 9. Đấy. Tuy nhiên thì người ta chuyên về nồi cơm các bạn, tức là nhà người ta chuyên về nồi cơm, còn nhà em thì em không chuyên, em chỉ bán về đồ âm thanh thôi, thì các cái đồ này thì nói chung là em bán kèm cho các bác cho vui. Đấy, lãi lời thì có, chắc chắn là phải có rồi, buôn bán này phải có lãi thì em mới bán, chứ không có lãi em không bán. Nhưng mà chia sẻ với các bác là các cái đồ này em lãi không 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 nhiều, thì em chỉ lãi chủ yếu tập trung vào âm thanh thôi, chứ các cái đồ này gọi là về bán kèm vào đồ âm thanh ấy, các bác cho nó vui. Thỉnh thoảng ví dụ là quay một con hai con ấy, các bác hỏi thì em lại quay thôi. Đấy, thì để gọi là nó khác biệt đi, chứ còn ngày nào cũng quay video xem âm thanh ấy các bác, ngày nào các bác cũng xem âm thanh các bác bảo ui xem nhiều nó ngán này. Thỉnh thoảng em quay các cái linh tinh nên các anh xem được cái nào anh lấy. Đấy, thì em mới quay các cái nồi, mới nhập ít nồi cơm này về quay ấy chứ, áp nồi cơm rồi áp suất các kiểu. Đấy, và thỉnh thoảng quay kèm vào đấy thì các bác xem cho nó đỡ chán, đỡ ngấy, kiểu như cơm ăn cơm quay 5 ngày tháng nó cũng chán, thỉnh thoảng đi làm bát phở hay là làm gói mì tôm các bác đấy, hay là bát cơm rang nó khác bọt đi, chứ ngày nào âm thanh nó cũng chán. Thì em không chuyên, nó thật sự các bác là chia sẻ là thực sự là em không chuyên mấy cái món này, hoặc là có thì cứ quay cho các bác để các bác biết thôi. Đấy, giới thiệu ở đây các bác cái nồi cơm thì đấy, mở ra thì biết nó là cao tần áp suất bi thì giới thiệu cho các bác, chứ còn bảo giới thiệu chuyên sâu cách nấu như nào thì thực sự các bác em chịu, về các bác tự tìm hiểu thôi. Đây, các phím của nó vẫn hoạt động bình thường này. Đấy, chọn các chế độ này các kiểu vẫn bình thường, hủy này. Đấy, nói chung nó nhiều lắm, nhiều chế độ lắm, về các bác tìm hiểu. Đây là ủ ra này, hẹn giờ giết này, cái này không biết nó gọi ủ không. Ừ, mấy cái này nó làm cái gì nhỉ? À, tức là cái phím này nó phải dựa vào phím này, tức là một cái chế độ đấy của cái này thì cái này mới ấn được. Đấy. Ừ, nó lòng ngoằng phết đấy các bạn. Đấy, không phải đơn giản đâu nấu cơm. Cái này nói chung là phải bắt đầu quen hoặc là tìm hiểu, chịu khó mày mò, chứ còn các chức năng nó nhiều lắm. Đấy, mình phải mày mò thôi. Chứ còn để mà nấu đơn giản thì bình thường ở đây, nấu bình thường nha, các bác chỉ cần nhấn đây là nó tự nấu bình thường này. Đấy, nó sẽ là 38 phút là chế độ nấu bình thường. Đấy, tức là bình thường nha, các bác vo gạo cắm cơm cho ở đây, nhấn cái xong. Đấy, nhưng ngoài ra muốn biết được các chế độ khác thì các bác phải tìm hiểu. Ở đây nó có rất nhiều, có thể nấu cháo, ủ, hầm xương các kiểu ấy. Nhưng mà cái này về các bác tự tìm hiểu nhá.
Đấy thì để các bác con này là 680, nhưng bác làm một chốt thì alo em. Vâng, xin chào các bác, gọi là bán về các bác trải nghiệm nhá.